Ok, chào anh em nha, mình là Craybat. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite anh em ơi. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay thì Kindred Cry đi rừng, Mew 2 không rừng. Hai thanh niên tranh rừng anh em ạ, à. Kindred Cry với Mew 2, hai thanh niên tranh rừng. Mình thì mình chơi Espeon thôi. Với lại với combo Stomper và hút máu anh em ạ. À. Rồi cái được, cái được lên 10 lên 14 cầu là cái được rồi. Ném được đông quá, cái được xong rồi nhiều cầu quá, bây giờ nhiều cầu quá cũng khổ nữa. Ôi thôi anh ơi, em đùa tí thôi anh ơi, không rồi để cho nó ném cầu đi, nó quay lại nó suốt mình bốc hơi bây giờ. Cày thế mẹ anh. Trời ơi, game viết kiểu gì cây thế mẹ. Lên cấp 4 là mình có kêu là mình trụ mình thủ được rồi. Còn là bị cấp còn bị cấp 3 full cây không à. Qua đấy cái lên cấp 4 là mình có kêu là dăm ba này là mình mất hết nhớ. Người nghe nói ai da, vừa mới gáy xong mới nổi chí mạng phải 900 mấy đi luôn. Thế bị nó hấp tung nên xài bơm máu không được luôn, trụ nổ luôn rồi, bị ép nổ trụ luôn à. Cay chứ. Ra lại bạn ơi. Lần này mình còn bơm máu, là lần trước là sai lầm thôi. Lần trước chỉ là sự cố thôi. Bạn hiểu không, lần trước chỉ là sự cố thôi bạn ơi. Gì trời. What the hell, gì con má cay đứng đây chờ sẵn nữa. Bộ cửa dưới cho mấy bạn xuống thấy cửa dưới yếu thích làm gì làm cái gì ấy. Bộ mấy thanh niên thấy cửa dưới yếu hay là hay sao á, cứ xuống cửa dưới hỏi thế. Bộ cửa dưới dễ ăn hiếp lắm hay sao ấy, toàn là xuống cửa dưới không à. AFK ăn hiếp mình cho đã, xong giờ AFK bố láo kìa. Nó khinh thường mình đấy anh em ạ. À. Ý là nó kêu mấy này đánh chén quá thôi tao AFK đấy. Bố láo thế. Chém gió đấy rồi anh em ạ. À. Chắc có điện thoại hay gì đấy. Rồi. Làm chí mẹ con solo bro. Chịu không nổi luôn. Trời mẹ ơi. Mình có trụ mà. 2 đến 1 không trụ cũng quèn thôi. Cái nghịch mà ăn được máu nhá. Xung bót. Xuống bót. Mew à. Mew kẻ mew. Mình ăn bót trước đã. Rồi còn một cầu kìa. Láo nhà lâu nháo. Rồi ném đi. What the hell. Thanh niên bị gì vậy. Tem bạn lên bảng hết rồi mà. Đứng bắn ulti chờ tem bạn nó hồi sinh ra đi mà. Chán hết muốn nói. Ôi xôi. Cũng được 36. Mặc dù giờ đầu bị ăn hiếp hơi nhiều nhưng vẫn cấp 9 là 36 là cũng được rồi. Thầy này nấp bụi đây chứ đâu. Gì? Bốc hơi. Mấy thanh niên chạy nhanh thế. Ok. Mew. Láo nháo. Mém tí bốc hơi.
Sao AFK cũng được. Không biết cá luôn tí. Thôi đi về đi. Đi về để bảo toàn tính mạng. What the 40. Chắc mình phải để kêu mình KS quá. Chứ kêu này chợ không, thế này là không được rồi. Boss này. Mình có item hút máu mà, nên mình đâu có sợ đâu, với kêu Stumble nó cũng hồi tí máu nữa. Đây. Cái... ui trời ơi. Thề để kêu KS thế vẫn không ăn được. Đây, vẫn không được. Dù kêu mình đã ra rồi. Nhưng mấy thanh niên này đánh chiến quá, vẫn không KS được. Đây. Tránh ra. Ôi trời ơi, thôi bạn ơi. Đã bảo là thôi, đã bảo là thôi rồi mà. Ôi trời, trước khi chết nó vẫn ném được cái quả Electron Ball nữa, ảo thế. Tuyệt vời. Anh em thấy gì không? Con Miu Y thì nó 34, đúng không? Đúng rồi, anh nhầm, 32 mình 45. Quá tuyệt vời cho hai con tướng đam. Một con đam phép, hai con đam phép luôn chứ. Đúng, đam phép, ảo mà thế. Ảo. Thôi bạn ơi, mình đua. Mình báo là mình chỉ đùa tí thôi mà. Rồi lại chờ tiếp. Thôi, tuyệt vời. Đánh ra. Đừng đánh mình bạn ơi, để mình xin tí kêu chứ 44 thế này là... anh nhầm, 49 thế này là không được rồi. Ôi ôi, đúng rồi, chúng ta hãy lướt vào nhau đi bạn ơi. Đúng rồi, có kêu ngay. Lão nhà, ăn không? Mình đặt kêu vào người rồi, biết có nổ được không nữa. Hello bro, làm gì vậy trời? Hello bro, đứng đánh boss à? Rồi mất boss luôn. Ui. Quái con King Ray tưởng nó AFK, ai ngờ. Nó lù đâu ra, nó làm quả boss ngon cơm luôn ấy. Đúng rồi, giữ chân đi Slowbro, hay quá. Tuyệt vời. Để mình đến viện chợ. Viện chợ đến đây. Thì qua ma cây luôn. KS luôn, được không? Chứ KS được không nữa? Ok, được rồi. Sau bao lần để kêu, chỉ đứng chờ KS thôi anh em ạ. Hài quá chưởng anh em mà, đánh Edmion cầm tướng phép mà để kêu chứ chờ KS thôi ấy. Chứ giờ này à, Edmion à, xuống quá xuống không KS được gì hả? Ok. 6-10, 6-21 anh em ạ. Mê chờ nhiều quá. Chào anh em nhá, tướng gì mà chờ không?